xe này nha. Đó. Sóng này thì nó chỉ tương đương với cái mùa biển động thôi, chứ thực ra nó cũng là không không gọi là sóng lớn. Đó. Tương đương với mùa biển động. Nhưng mà anh em đi câu thì chưa được. Bây giờ là 11 giờ này. Cơn bão số 9 vừa mới tiếp cận đến gần bờ của các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên này. Đó, còn đây là Nha Trang. Nha Trang trong cơn bão số 9 này. Đang trong cơn bão số 9 này tại Nha Trang nhé anh em nhé. Đó, sóng biển thì bình thường, coi như mùa biển động như này thì gọi là sóng bình thường thôi. Đó, không có gì. Đó, nhưng mà anh em đi câu thì vẫn chưa đi câu được nha. Ở đây sóng này ra ngoài sóng lớn lắm.